Thưa quý vị, hiện nay hầu hết các gia đình đều có các thiết bị điện tử sử dụng pin. Nhưng ít ai biết rằng vật nhỏ gọn này lại chứa rất nhiều hóa chất độc hại như là chì, thủy ngân. Và nếu không thu gom xử lý đúng cách sau khi sử dụng thì sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường và nguy hại đến sức khỏe của cộng đồng. Và trước thực tế đó, thì các bạn đoàn viên thanh niên của phường Hải Châu 2 đã thực hiện mô hình ngôi nhà pin cũ đã qua sử dụng, vận động đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân không vứt pin lẫn với rác thải thông thường. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Thay vì vứt chung với rác thải thông thường, những viên pin đã qua sử dụng được tập hợp trong những ngôi nhà tái chế đặt tại 9 điểm trong các khu dân cư trên địa bàn phường Hải Châu 2. Để việc thu gom pin đã qua sử dụng hiệu quả hơn, các bạn đoàn viên thanh niên đã vận động các bí thư chi bộ, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận phường chủ động tới tận các gia đình ở xa để thu gom và tuyên truyền qua Zalo, tránh tập trung đông người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Chỉ trong vòng 1 tháng triển khai thí điểm, mô hình này đã thu hút được sự chú ý và tạo hiệu ứng tốt trong ý thức người dân, nên đoàn phường quyết định nhân rộng mô hình. Theo tôi thì thấy là cái mô hình này là một cái mô hình hết sức là hiệu quả. Nhưng vì bây giờ không họp hành được, tuyên truyền cho họ biết rằng là đều thống nhất là khi có những cái pin độc hại đấy thì sẽ bỏ vào cái thùng. Cái mô hình này là chúng tôi sẽ duy trì, có đoàn thanh niên, có phụ nữ, trưởng ban mặt trận thì cũng sẽ vận động hết tất cả cùng hưởng ứng. Làm bằng chất liệu bền chắc, vừa chịu được nắng mưa, phần đáy của ngôi nhà có thể kéo xuống để pin đã được thu gom trong nhà tự đổ ra mà không cần chạm tay trực tiếp vào pin để hút ra. Rất an toàn và tiện lợi cho các bạn đoàn viên khi thu gom pin. Với mong muốn xây dựng một mô hình thu gom pin cũ không nhàm chán mà lại an toàn hiệu quả để nhân rộng trên toàn phường, mô hình ngôi nhà pin cũ đã được xây dựng và thực sự phát huy hiệu quả với tâm huyết của các bạn đoàn viên phường Hải Châu 2. Với cái mô hình này là sử dụng từ những cái vật liệu đơn giản hàng ngày, làm nên những cái hộp để thu gom pin và bàn giao lại cho đội xử lý của quận. Với cái mô hình này thì các cô chú vào thứ bảy chủ nhật sẽ đi thu gom rác thải, bên cạnh đó thì cũng sẽ vận động người dân để trong cái việc thu gom pin và cũng hỗ trợ với lại ủy ban nhân phường trong việc thu gom các loại pin này. Có thể thấy những mô hình như thế này không chỉ dừng lại ở phong trào khẩu hiệu mà nó còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc kêu gọi vận động đoàn viên thanh thiếu nhi và toàn thể người dân thay đổi thói quen từ việc vứt bỏ pin, thiết bị điện tử đã qua sử dụng lẫn với rác thải sinh hoạt sang việc tập trung phân loại để từ đó có hướng xử lý các chất thải nguy hại một cách hiệu quả, góp phần chung tay cùng với chính quyền địa phương xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường.